Sáng ngày 16 tháng 12, tổ kiểm tra liên ngành của ủy phố do bà Nguyễn Thị Phấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng ra quân kiểm tra xử lý việc khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Sa Dĩnh Hà Đông, Nhân Hội và thị trấn Đa Phước. Theo ghi nhận những ngày trước, các địa phương nói trên có khoảng 30 gian đáy đánh bắt thủy sản trái phép trên sông, gây cản trở giao thông đường thủy. Nhờ các ngành chức năng huyện, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân tự nguyện tháo dỡ dụng cụ đánh bắt, khai thác thủy sản. Trong một ngày ra quân, tổ kiểm tra chỉ xử lý một trường hợp hộ dân đặt gian đáy đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực ngã ba sông Dĩnh Hòa Đông. Theo đó, lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ, thu giữ nhiều dụng cụ liên quan. Bên cạnh qua tuần tra kiểm soát, lực lượng đã nhắc nhở một hộ dân ở xã Phú Hội nhanh chóng di dời, không xả vỏ ốc bừa bãi ra lòng sông gây ô nhiễm môi trường nước. Đồng thời tuyên truyền, vận động các ngư dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng ngư cụ cấm như cao điện, kích điện, hóa chất để đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Phú tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng huyện cùng các xã trấn thường xuyên kiểm tra các hoạt động đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.